Chào chào Long, xin mời chào toàn thể quý anh chị yêu kênh trên mọi miền Tổ quốc ạ. Nay thì Long về Tiền Giang để ghé vườn của em Huy quý vị ơi. Quay về chia sẻ với quý anh chị mình một số cái mẫu cây bonsai mới của nhà vườn quý vị nhé. Thì mong rằng quý anh chị mình chúng ta cùng dành ra thời gian để theo dõi clip cũng như là ủng hộ cho nhà vườn của em Huy nhé quý vị. Đây em trai Huy ha. Dạ. Dạ chào cô chú và anh chị. Nay em có mấy cây bonsai chia sẻ và giao lưu với cô chú và anh chị. Dạ mong cô chú và anh chị ủng hộ em ạ. Dạ, em cảm ơn. Ok, mình đi vào chi tiết luôn đấy. Dạ. Cái đầu tiên ha, cái linh sam. Dạ. Cái to khủng quý vị nhá. Cái này mình mới nhặt lá thế nhỉ? Dạ, em mới nhặt lá là em làm lại. Ừ. Dạ. Con này mấy bữa lên lá là nó kín tang hết luôn quý vị này. Cơ bản này phóng cây sống hết rồi. Cái này mình nuôi mình vỗ lập giảm cho nó dày chút nữa thôi. Cột cân thì nó cũng cơ bản là khá cân đổi rồi ha. Con này to lắm nha. Những cái đó thì ở đây ba mấy phần kia ha. Dạ. To lắm á. To. Ba mấy bốn mấy phần luôn á. Đây nó nở kìa. Đây nở chảy đều ha. Dạ. Nở đều đẹp hết quý vị ha. Linh sam mà vậy là đây là những cái linh sam đời đầu luôn á. Nó gọi gồng này, co này cũng đẹp á thì. Nó gọi chiều sâu ha. Dạ. Giá tiền cái này của em không? Dạ cây này em đang vô lưu là 18 triệu. 18 triệu ha. Dạ. Thì mã số 1 quý vị nhé. Thêm cái chậu này nó cũng cao. Chậu nó cũng vô chậu đẹp luôn quý vị ha. Dạ. Ok, mình sẽ tiến hành đo sơ thông số cái dạ. Cái mã số 1 quý vị ha. 18 triệu cho em linh sam. Dạ, hoành đế nó là 115. Hoành đế là 115 luôn ha. Dạ. Cái to quý vị nhé. Em đo ngay đây đi. Ngay đây vậy đi ha. À. Là 42. 42 phần ha. Dạ. Xuống đây thì to nữa. À. Đó ở trên nó 42 phần nữa kìa, to lắm á. Dạ cao 68. Cao lên là 68 cm. Tán ngang nó là 110. Tán ngang là 110 ha. Dạ. To. Dạ là 18 triệu quý vị nhá. Coi như là cây này là cây mã số 1 đó thì ha. Dạ. Ok, mình sẽ tiếp tục đi sang cây mã số 2. Cây gần bên này luôn đúng không? Dạ đây luôn ạ. Số 2 thì bên này cũng là một em linh sam nữa. Dạ. Con này thì dạng lùn lực quý vị này. Dạng lùn lực. À để thì cũng nở và dàn tay cần trên thì cũng khá to, làm chi tiết quý vị, hàng làm chi tiết làm kỹ nhá. Đấy, to cũng hơn ngón tay cái một chút xíu. Con này thì giá nó không ép nó thôi hả? Dạ cây này có 2 triệu rưỡi à. 2 triệu rưỡi hả? Dạ. À, lúc thì nó, những cái cây giả nó như vậy chị mình cũng vậy chơi ha. Dạ. Ok thì tiến hành đo thông số cái linh sam mã số 2 này đi. Dạ. Dạ 2 triệu rưỡi quý vị nhé. Dạ bao ship bao chậu. Dạ. Đấy, về tiếp cận khách hàng quý vị. Đế là 65. Hoành đế của nó là 65 cm. Hoành thân ngay đây là 30. Hoành thân là 30 nhá. Cây cũng khá to chứ không nhỏ đâu. Giá thì nó cũng khá là yêu thương để quý chị mình có thể. Cao 38. Được. Cao lên là 38. Tán ngang là 58. Tán ngang của em nói là 58 cm. Thì giá là 2 triệu 500k. Đã bao gồm phí ship và bao chậu về tới nhà cho quý anh chị mình rồi. Em lên sang mã số 2. Này là nua công hả? Dạ nua công. Máy chú thủy nua công. Cái mặt số 3 như thế này. Dạ nha. Dạ. Này nua cục quý vị này. Từ gốc lên tới ngọn. Nua cục đầy mình luôn. Mã số 3 quý vị ha. Nó có một cái phần con tử ở dưới này quý vị này. Trong nó duyên cây ghê không? Đã ha. Dạ. Con này là bao nhiêu tiền đó nhỉ? Dạ cây này là 6 triệu. 6 triệu. Dạ. 6 triệu cho em máy thủy nua công cái mã số 3 như thế này quý vị ạ. À, ship và bao chậu. Bao ship bao chậu luôn đấy. Ok thì Huy đo sơ thông số đi. Dạ. Cái này nhìn nó cũng khá khá cái chứ không đến nổi đâu quý vị ạ. Dạ hoành đế là 88. Hoành đế của em nó là 88 cm. Hoành thân là 42. Hoành thân của em nó là 42 cm. Cao 90. Cao 90. Tán ngang là 72. Tán ngang của em nó là 72 cm. À, giá là 6 triệu ha. Dạ. 6 triệu bao ship 3 chậu rồi quý vị ạ. Cái máy thủy nuôi con cây mã số 3 quý vị. Ok, cây mã số 4.
Đây linh sam. Tiếp tục một em linh sam. Con này thì to. Dạ. Con này to cũng tương đương cái mà số 1 luôn á. Ngã ngựa á. Nó thiếu đế hơn miếng. thiếu đế một chút. Dạ. Mà giá tiền thì thế mình nghĩ nó cũng mềm hơn cái kia đúng không? Dạ mềm hơn nhiều. Mềm hơn nhiều, tại cái kia thì nó là một cái làm rất là kỹ và cái dàn dạ. tay cần nó cũng khá. Con này thì nó được cái cần lạ ở cổ ngon đây này. Dạ. Đuôi đường này, đời cần này quý vị. Cái này già ghê gớm luôn. Lạ mà duyên nha. Có lắc duyên nha. Nhìn nó có chiều sâu nhưng mà cái này như mình phải nuôi cái tập tàng dạ. lên thêm chịu. Thêm chờ thêm một thêm cái một xíu nữa. Đấy nữa ha. Nó thiếu ra tới đây. À, thiếu ra tới đó lắm. Thì nó phụ một cái này nữa cái mặt tiền nó che dạ. cái đoạn này lại cho nó kính cái lại nó giá trị nhiều hơn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái này hiện tại thì giá nó là bao nhiêu á? Cây này thì em giao lưu là 12 triệu. 12 triệu ha? Dạ. Cho em linh sam cây mã số 4 như thế này. Còn anh chị mình chịu khó nuôi cái này cũng nuôi nhanh. Cây này, nuôi cây này. Dạ. À, cho nó ra tới đây này. Thì cây nó giá trị cái lên nhiều, nhìn nó hài hòa hơn. Dạ. Ok, thì đó xong sở thông sở cho anh chị mình nắm bắt đi. Dạ. Dạ, đế là 93. Vân đế của em nó là 93 cm. Hình thân đó ở trên nó luôn á. Dạ. Nghe đây là 41. 41 cm quý vị nhé. Dạ, là trên đây. Ừ. Thì to lắm á. Cao là 58. Cao 58. Tán ngang là 107. Tán ngang của em nó là 107 ha. Dạ. Dạ là 12 triệu. Dạ. Có này anh chị mình cố gắng nuôi phần ngon một chút xíu nữa giá trị nó nâng lên nhiều ha quý vị. Sạch cây. Ok, mình sang cây mã số 5 đi đi. Cũng cây linh sam. Tiếp tục là một em linh sam nữa ha. Dạ. Con này thì cũng nó hơi đợt này hơi trống trống. Ha. Dạ. Nhịp về đây xíu nữa cho nó kính lại đây xíu nữa đi. Dạ. Thì nhìn nó cây nó cân hơn. Con này có thể đẹp đi. Dạ. Con này củ để đẹp chứ này. Chỉ cần ngủ to. Dạ. Cũng quay nhau gắt, có chiều. Quay nhau gắt cái gì ha. Con này là tiền bao nhiêu á? Dạ, cái này 13 triệu. 13 triệu. Dạ. Cái mã số 5. 13 triệu cái gì ha. Ok, Huy ra thông sở đi. Đế là trăm đi, trăm cho nó chẳng đế của nó là trăm. Bầy này cơ bản thế nào nó cũng to không quý vị? Thân ở đây là 34 đi. 34. Dạ, nghe eo nhỏ nhất luôn. À. Cao là 65. Cao lên là 65 cm. Tán ngang là 104. Tán ngang của em đó là 104. À, giá tiền là 13 triệu nha. Con này để đẹp quý vị ạ, để nở như mai du thủy luôn. Ok, cái mã số 6. Nu vua công. Dạ. Em mai du thủy nu vua công nữa. Con này là bao nhiêu tiền ha? Dạ. Con này em cũng giao lưu là 6 triệu luôn. 6 triệu luôn ha? Dạ. Vậy là một cặp nó có thể tương đồng với nhau đấy. Dạ. Cái cũng khá to vậy. À, dàn nu cục này. Nhìn đã đời không? Nú rồi nú mật khỉ rồi. Dạ nú mật khỉ rồi. Tái cành thì tuy nhiên anh chị mình vừa chơi vừa nuôi nó to thêm một chút nữa. Nhưng mà cái giá cả của nó, quan trọng cái giá cả của nó thì nó cũng dễ tiếp cận nha quý vị, dễ chơi. Nó cũng vừa phải ha. Cái mặt số 6, giá 6 triệu luôn. Ok Huy đo sơ thông số đi. Đế 80. Hình đế của em nó là 80 cm. Thân là 34. Hình thân của em nó là 34 cm. Cao 80. Cao 80. Dạ, ngang là 62. Ngang tan của em nó là 62 cm. Dạ. Giá tiền là 6 triệu ha. Dạ. Mai chí thủy nu vua công. Cái mã số 7. Mã số 8 thì mình sẽ giao lưu cái nào đây? Cái này luôn đây. Cái này luôn ha. Dạ, sẵn hàng luôn. À, sẵn xếp sẵn hàng luôn. Con này thì hàng dạng cũng lùn hết. Dạ. Cũng là nu vua công đúng không? Dạ. Cái này thì dạng lùn hơn quý vị. Hàng lùn. À, cũng... thấy không? Nu cục. Tay cần nuôi cái này, tay cần hơi to. Đây.
có cái mặt phía sau có cái mặt thèo nào không? Tuy nhiên nó có một cái mặt thèo xử lý ở đầu ngọn thôi ha. Dạ, nó cũng đang kéo là. Ừ. Đây quý vị này, một mặt cắt duy nhất đây này, nhưng mà nó kéo khá tốt rồi, kéo mình luôn á. Ở mặt sau này thì cũng ok, liên lạc hết rồi. Hàng lùn quý vị, hàng lùn lực. Giá tiền của em Mai Thủy Nụ Công, cây dạ. Cây này là cây mã số số 8 hả? Số 7. Số 7, số dạ. 7. Cái kia là số 6. Cái này số 7, cái này thì em giao lưu 5 triệu. 5 triệu cái này? Dạ. Lùn hơn, ok. Dạ. Để em đò cái chỗ. Cái mã số 7 là giá 5 triệu quý vị nhé. Hoành đế là 78. Hoành đế là 78. Thân là 36. Thân của em là 36 cm. Cao 43. Cao lên là 43 cm. Tán ngang 65. Tán ngang là 65. Giá 5 triệu ha. Dạ. Mã số 7. À, đếm lại có đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đúng không ạ? Tới đây. Cái này mới mã số 8 này. Dạ. Con này thì vừa được nhặt lại. Con này nuôi da đen hả? Dạ, nuôi cổ cong luôn. Nuôi cổ cong luôn à? Dạ. Tại mình nhặt lại hết đấy. Thấy được cái lá. Con này thì để khá này thì. Dạ. Những cái mặt cắt này thì nó đang cuốn quý vị nhé. Phong tan xin em thì nó cũng khá là già. Cái con này thì tiền là bao nhiêu đây? Dạ, con này em giao lưu là 9 triệu. 9 triệu. Dạ. Là một em Mai Chí Thủy nuôi cổ cong quý vị ha. Nó đang ra mầm mất rồi. À, đang ra lọc mất rồi. Dạ. Nhặt lại nó vừa đang chậm đã lọc luôn quý vị này. Cái, vậy là cái Mai Chí Thủy nuôi cổ cong mã số 9 là giá là 9 triệu. À, mã số 8 chứ. Mã số 8 là giá 9 triệu. Một cân thì cũng tạm ổn hay. Dạ. Khá to. Ok, à mình đo phong số. Dạ. Em Mai Chí Thủy nuôi cổ cong mã số 9 này. Mã số 8 này. Hoành đế là 82. Để của em là 82 cm. Thân là 41. Thân là 41. Cao 47. Cao lên là 47 cm. Tán ngang là 80. Tán ngang của em là 80. Mã số 8. Giá là 9 triệu. Dạ. Ok. Đế mà, cũng khá. Mã số 9. Cái ổi luôn đây. Ổi hả? Dạ. Đâu, cái ổi vân nhân. Dạ, vân nhân. Nhưng cái ổi này. Đấy. Anh chị mình có thể mình nhìn tổng thể về em ổi này này. Chạy quá trời chạy luôn. Chạy ổi ổi tao này chạy nó thơm lắm quý vị nha. Này. Chạy quá chừng chừng luôn này. Ui xe nhỏ nó chí chí luôn Vi. Dạ nhiều trái ghê luôn. Em đang tính cắt bỏ bớt sợ nó yếu cây. Chạy gì đâu nó kín cây luôn á. Này, vị trí mình để ý này. Con này nhìn cái form cây nó hay hay. Này. Dạng văn nhân. Dạ. Phóng tàng thì cũng xong hết rồi Vi. Dạ ạ. Còn hết rồi. Này với về mình này, vừa ngắm mà có trái ăn luôn. Ôi tao này trái nó ăn cùng nó thơm lắm quý vị. Nó chỉ như nó thơm ghê lắm. Một số này đang chín nữa nè. Ừ. Đang ra quá trời trái luôn. Giá tiền em này thì bao nhiêu? Cây này thì em giao luôn 2,5 triệu. 2 triệu rưỡi ha. Dạ, luôn chậu và bao ship hết luôn. Luôn chậu bao ship hết rồi, 2 dạ. triệu rưỡi quý vị ạ. Ôi tao à mã số 9. Ok. Đo thông số luôn nha. Ừ. Đế 62. Hình đế của em nói là 62 cm. Thân 20. Hình thân là 20 cm. Cao 68. Cao lên là 68 cm. Dạ, tán ngang 60. Tán ngang của em nói là 60. Dạ. 2 triệu 500k cho em ổi tàu mã số 9. À, qua bên này. Dạ, đây. Mã số 10. Số 10 là Mai Chí Thủy hả? Dạ, cái này. Mai Chí Thủy quý vị ha. Cái này cũng giống cái kiểu
cống rồi. Dạ dạ, nuôi bồ công nè. Ủa mà nuôi bồ công đó quý vị ạ? Tại cành già. Tại cành già. Tại cành con này già làm cái gì nhá? Mặt số 10. Mày thì nuôi bồ công một mặt theo duy nhất ở đây thứ gì? Không tăng cái này thì không khá. Đâu. Giá tiền cái này là bao nhiêu anh? Dạ cái này là 4,5 triệu. 4,500,000. Dạ. Bác sĩ bao trầu hết rồi. Dạ bao hết luôn. Ừ. Dạ. Ok, mình đo xong số đi. Dạ. Mà số 10 máy thủy nuôi cống là giá 4,5 triệu quý vị ạ. D78. Vấn đề của em nó là 78 cm. Thân là 33. Phần thân là 33 cm. Cao 47. Cao là 47 cm. Tán ngang là 66. Tán ngang 66 cm. Dạ. Mã số 10 là giá 4,500,000. Ok, chúng ta sang cây mã số 11. Dạ. Cũng là... này là một em máy chứ thủy nuôi cống nữa. Dạ. Ở Tiền Giang nên là máy chứ thủy nuôi cống nhiều rồi. Dạ. Nó cũng là một cái nối ở Tiền Giang đó quý vị ạ. Dạ. Con này thì nuôi cục khả này. Quá trời nu. À, để thì cũng ổn. Nhằn tay cân phòng tang. Nè, phải lọc thêm lớp nữa. À, làm thêm một lớp. Dạ. Nữa là kính đấy là mình. Dạ. Mang thôi. Vừa chơi vừa lọc thêm lớp nữa. Em này giá tiền em không hả? Dạ, cái này 3 triệu. 3 triệu? Dạ. 3 triệu bao ship, bao trầu hết rồi? Dạ, hết luôn ạ. Ừ. Dạ. Phòng tang ổn hết cái gì hả? Dạ, mình chỉ chờ nó chơi ra là... lợp này, cắt gòn. Dạ. Này là chơi thôi. Dạ. Mà số 11 giá của em nó là 3 triệu quý vị ạ. Dạ. Dạ, nhà vườn đã báo ship bao trầu hết tấn nhà cho quý anh chị mình rồi nhá. Ok, mình đang sơ số để anh chị mình nắm bắt. Dạ, D65. Phần đế của em nó là 65 cm. Thân 34. Phần thân của em nó là 34 cm. Cao là 41. Cao lên là 41 cm. Tán ngang là 60. Tán ngang của em nó là 60 ha. Dạ. Dạ, 3 triệu. Mà số 12 là một em săn núi ha. Dạ, săn trái. Săn núi trái. Dạ. Dạng bán đồ. Phong tăng mình. Nó đang còn có ra những cái voi trái cái vị này. Đây. Những cái voi trái nó ra sẵn đây. Có mấy chùm trái đây. Núp đây. Đây, mấy chùm trái đây. Đây, chùm trái bự này. Đây, chia sẻ này. Đường thân già ha. Dạ, sạch kém luôn à. Dạ. Nhỏ nhưng mà già cây. Em lại tiền nhiều không hả? Dạ, cây này 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi. Dạ. À, cho em săn đuổi trái. Dạ. Cây mã số 12 như thế này quý vị ạ. Được cái form tang nó mình hết rồi. Dạ. Ok, Huy đo sơ thông số dân chính này đi. Nắm bắt. Dạ, đế là được 45. Vấn đề của em nó là 45 cm. Thân là được 14. Mình thân là 14. Cao 16. Cao lên là 16. Dạ. Tổng cái tán của nó là 67. 66. Tán 66. Ngang là 66 cm hả? Dạ. Ok, trời cũng hơi mưa mưa, mình tranh thủ quay mấy cây nữa ha. Dạ. Bên này, cái mã số 13 để ở bên này quý vị ạ. Dạ. Cũng là nu bồ công. Dạ, nu bồ công. Con này được dành để ok lắm này. Dành để ổn quý vị nhá. Cái này 13. À, quay cái này xong hai cái bỏ bốn nhà quay đi ha. Dạ dạ dạ. Đây nó hơi mưa. Máy thủy nuôi cống quý vị nhá. Giá tiền em này bao nhiêu? Dạ, cái này 7 triệu. 7 triệu. Dạ. Con này sạch cây lắm quý vị nhá, sạch cây sạch xèo lắm nhá. Ok. À có quên hàng hết hết xèo đi. Để là đo luôn ha. Ừ. Đế là 78. Đế là 78 cm. Thân là 37. Thân là 37. Cao 52. Cao 22 cm. Cao 52. Ủa cái gì mà cao 22? 52. 52. 52 cm. Dạ. Mưa to luôn. Tán ngang 80. Tán ngang là 80. Dạ. Dạ là 7 triệu. Dạ. Ok, còn hai cái mình đem vào nhà quay ha. Dạ dạ dạ.
Rồi, à đây tác phẩm cây mã số 14 quý vị ạ. Tại trời nó hơi mưa nhưng mà bứng vào thì nó cũng cực quá, thì quay ở ngoài luôn. Cây này cây của clip luôn Huy hả? Dạ dạ dạ. Đây là cái bông giấy mỉ ha. Dạ. Giấy mỉ dính quý vị nhé. Vậy là clip này mình quay 14 cây Huy ha. Dạ dạ. Clip sau quay bù nha. Clip sau quay bù lên 20 hả? Con này thì nó thuộc về dạng cây quải quý vị. Phám tang thì nó cũng tạm ổn nhỉ. Đời về mình tưới tắm bên đời ra hoa nữa chơi thôi quý vị. Mượt mà ha. Giá tiền con này của em không ấy? Dạ cây này 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi ha. Dạ. Bao chậu bao ship luôn. Đây có cái dàn cột cân ở dưới này. À, nó cũng cột nó cũng to hơn bằng tay cải quý vị này. Cây này cũng khá đây. Già. Dạ cây. 4 triệu rưỡi là bao chậu bao ship rồi. Dạ. Ôi trời hơi mưa thì mình tranh thủ mình quay đo thông số cái này cho anh chị mình nắm bắt rồi có gì nếu quý anh chị mình cần liên hệ gì thêm thì quay kỹ hơn thêm quý vị ha. Dạ. Dạ. Đế 85. Phần đế của em nó là 85 cm. Dạ. Dạ thân là 36. Bình thân của em nó là 36 cm. Dạ. Cao là 27. Cao lên là 27 cm. Dạ tổng tán là 86. Tán ngang là 86 cm ha. Dạ. Dạ là 4 triệu rưỡi. Dạ. Ok thì qua đây Long cũng rất cảm ơn quý anh chị mình đã dành ra chút thời gian quý báu để theo dõi cuốn video tại vườn của em Huy quý vị nhá. Thì nếu như quý anh chị mình trong quá trình xem video thấy tác phẩm nào hợp nhãn nên chị vui lòng với nhà vườn để giao lưu nhé. Dạ. Qua số điện thoại Long gắn trên màn hình video. Bây giờ thì Long xin phép kết thúc clip ạ. Dạ. Em chào cô chú và anh chị ạ. Ok Huy. Dạ.